Cái video này mình sẽ nói về nhà băng, mình nói về Bitcoin và mình nói về vàng. Mình sẽ so sánh nó. Thì ngay bây giờ lúc mà bạn có tiền, bạn bỏ vô nhà băng, thì nhà băng lấy cái đồng tiền đó, người ta sẽ bỏ những cái thông tin bạn có bao nhiêu tiền vô một cái máy tính, chỉ một cái máy tính thôi, giỏi lắm hai cái ba cái hết, đúng không? Nếu mà một ngày nào đó, đúng không, những trường hợp đó đã xảy ra rồi, máy tính nó bị hư hay là sao đó, một cái sự cố gì xảy ra, ok, tiền nó nằm ở nhà băng á, là tiền của nhà băng chứ không phải là tiền của Du. Lúc mà Du ký cái giấy Du cho họ, người ta sử dụng với cái đồng tiền của bạn như thế nào, cách nào mua thì người ta sử dụng, ok. Lúc bạn bỏ vô 100 đô, người ta lấy 90 đô của bạn, người ta cho người khác vay mượn với lãi suất cao hơn, ok, người ta giữ giỏi lắm được 10 đô trong nhà băng của người ta. Bởi vì vậy có những cái trường hợp á, có những trường hợp loạn á, người ta biết bao nhiêu người chạy tới nhà băng để rút tiền á, thì nhà băng không có tiền, nó gọi là bank run, và nó xảy ra rất là nhiều trên thế giới rồi. Trung Quốc vừa rồi kìa xảy ra, đúng không? Những nước khác bên Ukraine là lúc đánh nhau á, người ta rút tiền để chạy trốn chiến tranh á, hay là bên Nga cũng vậy, ok, nhà băng ngăn hết, không cho người rút nữa. Bởi vì vậy, ok, cái luật nó là vậy nghe. Thì Bitcoin tại sao? Trong cái hệ thống Bitcoin nó có chiều cái máy tính trên thế giới này, người A chuyển tiền cho người B, người A có bao nhiêu tiền Bitcoin, người B có bao nhiêu tiền Bitcoin, thì nó thống những cái thông tin đó, nó nằm trên cả chiều cái máy tính trên thế giới này. Thì bạn nghĩ đi, lúc tiền của bạn bỏ vô nhà băng á, nó chỉ nằm trong một hai cái máy tính nào. Còn mà tiền trong cộng đồng tiền điện tử á, mình đang nói về Bitcoin không thôi nha, thì nó nằm ở trong cái chiều cái máy tính trên thế giới. Nó chứng tỏ là bạn có bao nhiêu Bitcoin. Thì bạn nghĩ cái nào an toàn hơn? Hệ thống Bitcoin, hệ thống mining chứng tỏ rõ ràng Bitcoin là toán chứ không là gì hết. Những cái máy tính nó giải quyết những cái bài toán khó để nó làm ra được Bitcoin, và nó chỉ có con số đúng 21 triệu đồng, mà không bao giờ làm thêm được một đồng nữa hết. Hàng hiếm. Ok, còn tiền tệ thì người ta muốn in xong ta in nghe. Vàng á thì nó không lên xuống, nó cứ vậy thôi, nó không có tăng trưởng, nó không tăng trưởng. Bạn cứ đi lại lịch sử đi, mười mấy hai chục năm trước giá nó cũng vậy à, không khác nhau gì hết, không lên nhiều. Xin chào.